Cả hề Tyson Fury chỉ ra nguyên nhân Anthony Joshua bại trận trước cả bèo Andy Ruiz. Tyson Fury đã chỉ trích khả năng sắp xếp trận đấu của ông bầu Eddie Hearn cho Anthony Joshua sau khi Hearn lên tiếng chê Tom Squad. Vừa qua ông bầu Eddie Hearn đã đưa ra nhận xét rằng chiến thắng của Fury trước Tom Squad trong hiệp 2 là quá dễ dàng. Cụ thể hơn ông cho rằng đó không phải là trận đấu mà đơn thuần chỉ là buổi biểu diễn kỹ năng của Fury. Chiến thắng của Fury xảy ra chỉ 2 tuần sau thất bại của Joshua trước Andy Ruiz tại New York. Với chiến thắng đó, Ruiz đã trở thành nhà vô địch hạng nặng Mexico đầu tiên. Tất nhiên Eddie Hearn sẽ có nhận định xấu về trận đấu của tôi rồi. Còn ngỗng vàng của hắn vừa thất bại mà, Hearn phải hạ tôi xuống để Joshua còn gỡ gạc chút xíu danh dự, Fury cho biết. Ai không làm việc với Hearn thì là xác, ai ký hợp đồng với Hearn thì được tôn làm thánh. Mọi người không nên tin Eddie Hia. Tôi thấy gã chẳng biết gì về boxing. Hia khiến Derek Chirosa thua trước Agis Bakarep bởi vì hắn không nghiên cứu đối thủ. Hắn khiến Joshua ăn hành của Ruiz vì hắn nghĩ Ruiz chỉ là một tay đấm béo ú. Ông bầu Hia đã đá xéo Fury là tay đấm có tính giải trí cao và hạ thấp Tom Squad Cụ thể hơn, Hia đã tuyên bố. Tôi nghĩ gì về Tyson Fury? Tôi muốn gửi lời chúc mừng tới anh đó anh chiến thắng và nhận thù lao khủng trước một gã chưa đủ trình tranh đai vô địch. Tyson Fury là một nhà giải trí, trận đấu của anh ta chỉ mang tính biểu diễn thôi, còn lâu Tyson Fury mới giảm đấu thực thụ. Tôi biết Bob Arum sẽ cố gắng sắp xếp trận đấu cho Tyson Fury và Dan Wilder sớm xảy ra, vì ESPN không muốn trả tiền cho Fury lên đài với những tay đấm dễ ăn như Tom Squad. Về phía Anthony Joshua, hiện tại anh đang trong quá trình đàm phán về Andy Ruiz thời gian và địa điểm cho trận tái đấu. Theo nhận xét của Joshua, thì anh đang dự định tổ chức ở New York. Đây có thể được xem là một động thái nhằm lấy lại danh tiếng của Joshua tại Mỹ. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Tyson Fury khẳng định Anthony Joshua sẽ bị đập te tua nếu đòi tài đấu Andy Ruiz. Theo Tyson Fury, dù có tài đấu thì Anthony Joshua vẫn sẽ nhận thất bại trước Andy Ruiz. Điều khoản tài đấu vốn nằm sẵn trong hợp đồng trận đấu đầu tiên giữa hai võ sĩ quyền anh hạng nặng. Hai ngày sau thất bại nặng nề trước Ruiz hôm 2 tháng 6, Hia tiết lộ cả hai bên thỏa thuận kích hoạt điều khoản này. Joshua bất ngờ bị Ruiz hạ knockout kỹ thuật ở hiệp 7 sau khi không có bất cứ phản ứng nặng. <laughs> sau khi không có bất kỳ phản ứng nào với trọng tài sau khi đứng dậy. Anh mất cả ba đai quyền anh lớn gồm IBF, WBO và WBA. Đây được coi là một trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử quyền anh khi Joshua đang bất bại trước khi thượng đài. Sau trận, Ruiz nói sẽ tái đấu bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ nếu có trận tái đấu thì Joshua cũng thua nữa thôi, Tyson Fury nói. Khi Joshua bước lên sàn đấu, anh ta không có tí mồ hôi nào, Tôi có nói trước trận đấu rằng Joshua sẽ bị hạ knock out và nó đã xảy ra. Tôi biết anh ta không thể thi đấu với lối đánh của Ruiz. Ngay cả khi tái đấu, đây là quyết định sai lầm. Lối đánh của Joshua và Ruiz không hợp nhau. Trước đó có tin đồn cho biết Joshua bị bạn tập đánh knock out trong lúc đầu tập. Nhiều khả năng Joshua đã thực sự không muốn xuất hiện trong trận đấu lần này. Cha của Joshua nói con trai mình bị rối loạn tâm lý trước trận đấu. Tuy nhiên tất cả các cáo buộc nói trên đều bị Joshua bác bỏ. Có thể thấy Joshua khá kém cỏi trước tay đấm tạo ra sức ép lớn. Hiện địa điểm tài đấu vẫn chưa xác định, tuy nhiên khả năng cao trận tài đấu giữa Anthony Joshua và Andy Ruiz sẽ diễn ra ở Anh dù Ruiz muốn hay không. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Tyson Fury hóa thân thành huyền thoại Muhammad Ali với loạt né đòn trước Tom Squad. Không chỉ sở hữu những cú đấm mạnh mẽ, kỹ năng né đòn của Tyson Fury cũng điều luyện không kém và anh đã thể hiện điều đó trong trận đấu với Tom Squad. Tyson Fury đã chứng tỏ rằng anh xứng đáng với danh hiệu quyền anh hạng nặng bằng chiến thắng knockout ở hiệp 2 trước Tom Squad vào sáng Chủ nhật vừa qua tại Las Vegas. Sau khi gây ấn tượng với khán giả Mỹ bằng trang phục lên đài cosplay nhân vật Apollo Chris trong Rocky 4, Tyson Fury đã áp đảo Tom Squad xuyên suốt hai hiệp bằng những cú jab chuẩn xác. Trong một trận đấu không thiếu những cú đấm đẹp mắt được tung ra, điều làm khán giả nhớ nhất chính là kỹ năng né đòn đỉnh cao của Tyson Fury. Hàng loạt các tài khoản trên mạng xã hội trong đó có cả những võ sĩ nổi tiếng đã chia sẻ đoạn clip ngắn cảnh Tyson Fury né 7 cú đấm liên tiếp của võ sĩ người Đức. Có nhiều ý kiến cho rằng Tyson Fury né đòn tựa như nhân vật Neo trong phim Ma Trận. Nhưng cũng có nhiều người lại nhớ về cảnh Muhammad Ali tránh 21 cú đấm liên tục trong trận đấu với Michael Douglas. Ở hiệp 2, Tyson Fury đã chuyển tư thế thủ từ thuận tay phải Orthodox thành tư thế Southpaw thuận cho tay trái, và sử dụng chiến thuật ở Adolf nổi tiếng của Ali. Những cú đấm đầy uy lực của Swat cũng chỉ có thể xé gió chứ không cách nào chạm vào Fury được. Với chiến thắng đẹp mắt bằng loạt combo knockout kỹ thuật và việc sử dụng chiến thuật yêu thích của thần tượng boxing nước Mỹ, Tyson Fury chắc chắn đã lấy được cảm tình rất lớn từ khán giả Hoa Kỳ. Nhà vô địch UFC Facebook Mark Holloway đã đăng, Tyson Fury bay nhảy như bướm và đấm như ong, thật đẹp mắt. Vận động viên bầu dục Chee Waston cũng chia sẻ, Fury chắc xem mấy trận đấu cũ của Ali để ôn bài nhỉ. Sau chiến thắng trước squad, Fury dự định sẽ tái đấu Dan Wilder sau khi Wilder bảo vệ thành công đai trước Louis Ortiz. Tài đấm hạng nặng người Anh dự định sẽ giành đai WBC Heavyweight từ đối thủ mà anh cho rằng đã thắng trước đó. Đây là cơ hội để Fury giải quyết nợ nần sau kết quả hòa đầy tranh cãi. Các bạn hãy đăng ký kênh youtube của Tri Thức Vô Tận để đón xem các clip tiếp theo. Anthony Joshua bị đập tây tả bởi phiên bản Mike Tyson mới, Andy Ruth. Chiến thuật Rus nhắc đến mô phỏng cách đánh của Mike Tyson. Rus sẵn sàng giơ mặt ra chịu đòn để có thể phản lại bằng một cú đấm liên hoàn theo đúng ý. Đòn knock ao dành cho Joshua được Rus thực hiện theo đúng đấu pháp này. Võ sĩ người Mỹ dính đòn trước bởi bất lợi về sải tay và chiều cao. Tuy nhiên ngay khi Joshua sơ hở vì đòn tay sau trượt, Rus chớp thời cơ bằng hai cú móc trời giáng trước khi ghi chặt đối phương. Võ sĩ người Anh hết sức phản kháng và từ từ gục xuống sàn tôi đã xem rất nhiều video của Mike Tyson. Tôi và huấn luyện viên đang làm việc dựa trên những chuyển động của ông ấy. Trên cơ sở đó, tôi hoàn toàn tự tin đấu Joshua. Đó là những bật mí của Russ ở buổi họp báo. Thực tế võ sĩ người Mỹ đánh không đến mức hoang dại như huyền thoại đồng hương. Anh khởi đầu trận đấu một cách chậm rãi với nhiều cú jab thăm dò trong hai hiệp đầu. Mọi chuyện thay đổi từ hiệp 3, khi Russ gục xuống bởi cú đánh trái của Joshua. Khi trở lại võ sĩ mexico như biến thành con người khác đúng như phát biểu tôi sẵn sàng chết trên võ đài rus có câu trả lời dành cho đối thủ khi khiến joshua đo sàn sau đấy chưa đầy nửa phút joshua từng được mệnh danh là võ sĩ ba hiệp nghĩa là anh thường hạ knock out đối phương trong vòng ba hiệp đầu sau khi làm rus ngã joshua nôn nóng tung hàng loạt combo để sớm kết thúc trận đấu nhưng nhà vô địch thế giới dính đòn hồi mạ thương anh rơi vào vùng có thể dính đòn của rus và trong loạt đôi công, những cú đấm nhanh kết hợp sải tay ngắn giúp Bruce phát huy lợi thế. Đài hứng phấn bị ngưng giữa chừng khiến Joshua tỏ ra hụt hẫng. Võ sĩ người Anh thi đấu cẩn trọng hơn từ hiệp 4 và không còn dám khinh thường sau những cú đấm tay sau của Rus. Với chiều cao nhỉnh hơn 1m98 so với 1m88 của Andy Roos, sải tay dài hơn 2m08 so với 1m88. Joshua chủ động giữ khoảng cách Cựu vô địch thế giới David Heyer bình luận trên BBC Sport. Tôi thấy xa lạ với hình ảnh này của Joshua. Khi gặp Kilisco, cậu ấy cũng bị nằm sàn nhưng trở lại rất nhanh sau đó bằng sức trẻ. Giờ đây mọi chuyện có vẻ đi ngoài tầm kiểm soát. Khán giả không phải chờ đợi lâu để chiêm ngưỡng nhận xét của Heyer. Sau hiệp 4, Joshua lần thứ hai gục xuống sàn đấu. Vẫn bằng cách quen thuộc, anh bị Rus dồn vào góc võ đài, dính một cơn mưa đòn từ đối phương rồi gục xuống. Với hai mắt sưng húp và lỗ mũi chảy máu, Joshua bị BBC chê. Tiếng cồng hết hiệp đã giải nguy cho anh ta. Hiệp 5, Joshua khởi đầu tốt hơn, những cú jab tay trái cộng thêm bước đi di chuyển ngang hướng đến với Russ. Dù võ sĩ người Anh có thế chủ động, anh cũng tránh được việc lộ sơ hở khi rus móc sườn bằng cách giơ một tay khóa cổ đối phương, nhưng tất cả những gì mà nhà vô địch làm được tối mùng 1 tháng 6 chỉ dừng lại đó. Từ hiệp 6, Rus bắt bài cách đánh này và bỏ cách dò đường bằng những cú jab thẳng. Thay vào đó anh tấn công vào vùng bụng của Joshua, buộc đối thủ hạ tay chống đỡ. Nếu Joshua không giữ được khoảng cách ở nhịp phòng ngự đầu tiên, Rus sẽ lập tức áp sát và liên tục tấn công. Joshua không phải võ sĩ có sức bền tốt, anh thường suy giảm phong độ từ hiệp 7, và điều ấy một lần nữa lại vận vào trận đấu với Rus. Ngay từ đầu hiệp, bước di chuyển của võ sĩ người Anh tỏ ra kém linh hoạt anh liên tục bị áp sát dính combo đòn của đối thủ tới mức không thể hít thở. Cú knock ao mà Rus tung ra là kết quả mỹ mãn dành cho chiến thuật đùng đắn anh đề ra. Joshua thừa nhận, tôi đã thua bởi một võ sĩ rất giỏi, quyền anh là môn thể thao khó khăn và đây là một phần trong sự nghiệp. Xin chúc mừng nhà vô địch Mexico đầu tiên, tôi hứa sẽ trở lại và dõi theo xem Rus làm gì ở những chặng đường kế tiếp. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của Tri thức Vô tận để đón xem các clip tiếp theo.